yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Các bác thân mến, sáng nay là ngày 28/9, mình bắt ổ chim non để chuyển cho các bạn về bón. Mình sẽ căn bố mẹ giọng nào và chim con ở giai đoạn nào để phù hợp với khách hàng nào. Đây là trang trại do công sức của mình gây lên nhiều năm. Chim non người bón gọi được điện cho đồng chí Thao 033 53 05 982. Biết được con này ấm, đây là ấm áp đúng tầm để các bạn bón nhé.
cửa như thế này, mình cứ rút tay ra cái là tự nó buông xuống, không bao giờ bị sổng chim các bạn ạ. Bắt chim con rất là tiện. Đây là cái thiết kế theo kiểu kiểu chuồng như vậy. Đây, cửa nó đây. Đây là đôi chim bố mẹ sinh sản. Con ở dưới này là âm thổ đồng xịn luôn này, đồng vu vu luôn. Rất là thuần, con này rất là thuần. Đây, khách hàng của chúng ta là đã chuyển khoản nhé. Đã chuyển khoản. Một đôi sinh sản này. Địa chỉ của bác này là nhà thờ Mắc Bắc thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. Ghi rõ là con veo vòng nhựa ở chân là con mái, con đực thổ đồng chuẩn. Số điện thoại 0918 642096. Đây là đôi đi đường dài thì mình cho nước lúa vào đây. Còn đây thì có một khách hàng Hà Nội 0913. Con chim này một con chim thổ đã bắt đầu ngủ khách rồi, bụng to. Mình rất cẩn thận những con chim quý, mình dán niêm phong vào đây. Dán niêm phong. Thì kênh chim cô gái hay thì có những cái thông tin như sau để cho các bác theo dõi. Các bạn thân mến, hôm nay đồng chí Thao chim bồ gáy thực hiện clip này để cho các bạn biết là mình đang phát triển rất là nhiều về cái mảng con chuột. Đấy, thì khách hàng của chúng ta thì luôn luôn là đây là ở bưu điện huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, và số điện thoại 0339340579. Bắt con qua đánh dấu đấy, con nào đánh dấu mái thì mình lên thế này đi vô xem. Không trèo được đâu, bắt trống bên chuồng bên kia. Hai con mái rồi đúng không? Thế bây giờ phải bắt trống. Chuồng nào trống thì riêng. Đâu, bỏ xuống cái này chỉ thôi. Con nào không bên này, con nào không đánh dấu gì là con trống thật. Bắt đi, bắt con đây này. Mặt con khoang đèn, đây con này, đây con giữa đây này, đây này, đỡ đây, em đỡ đi. Ông này là ông ấy, khi ông về ông cúng cái nào, ông ấy thỉnh thoảng có một số anh em dân tộc Thái này hay mua chuột để cúng anh em nhé. Con này là khoang đẹp đấy, khoang đẹp. Mình rất cẩn thận, mình đôi nào là trống mái là mình thường để riêng sẵn, mình túm một phát là dính luôn, không phải đuổi bắt làm gì nhiều. Đây là một thằng con đẹp thôi, dán ra đi. Sơn kia thì đưa tay lẫn. Bỏ này xuống đất. Mấy cái này
Ôi đỡ hẳn hai tay lên. Cái này vừa khoang vừa đèn thế là đẹp này. Chí Thao, chuột chuột chim chim các bạn nhé, kênh chim của bài hay. Thì hiện giờ nó xuất hiện một con giống đà điểu, chim. Đoàn hoàng tất cả những cái đơn hàng mình gửi đi hàng ngày có sổ sách đoàn hoàng và có những cái sấp phiếu rất là chuyên nghiệp các bạn, mình in rất là nhiều. Ngoài ra thì rất nhiều cái đây là anh này là anh đã chuyển khoản 0985 0103 2023 Mỹ Đình đã chuyển khoản. Trên cái
kênh của mình thì mình cũng chơi một vài giò, một vài ki, rồi mình bán rất là nhiều vỏ trứng đà điểu. Vỏ trứng đà điểu mình bán cho một số mọi người làm điêu khắc, điêu khắc về có thể vẽ, khắc quét, bóng hổ mỹ nghệ, đồ đến giờ mình phải gửi thổ rất nặng luôn. Các bạn này thường là niêm phong cửa mà kèm theo cả một bộ bón có gắn đầu rồi đó. Và đây là khách hàng của chúng ta là về Mỹ Đình đã chuyển khoản trước rồi, đôi non bón các bạn nhé. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào mào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gái hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.